Thân mến chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung của cực trị không điều kiện của hàm nhiều biến. Như các em đã biết, cực trị ở đây chỉ là cực trị địa phương, có nghĩa là nó chỉ lớn nhất trong địa phương nào đó. Đôi khi cực đại của địa phương này lại nhỏ hơn cực tiểu của một địa phương khác. Và bây giờ chúng ta bước sang một nội dung khó hơn, đó là cực trị có điều kiện của hàm nhiều biến. Mời các em theo dõi trên màn hình. Bài toán đặt ra là chúng ta tìm cực trị của một hàm n biến thỏa mãn m điều kiện với giả thiết là em nhỏ hơn anh n. M điều kiện đó được ký hiệu là R1 bằng 0, tức là điều kiện thứ nhất. R2 bằng 0 là điều kiện thứ hai. Vân vân. RM bằng 0 đó là điều kiện thứ m. Cả m điều kiện này chúng ta có thể đặt là một hệ phương trình một La Mã. Và các em nhớ cho hàm f của chúng ta có âm là biến thì các điều kiện R1, R2, RM này cũng có âm là biến. Để giải quyết bài toán này, chúng ta có một cách quen thuộc mà các em đã biết từ lúc phổ thông là chúng ta giả sử rằng chúng ta có thể tìm được x1, x2, xm theo xm cộng 1, xm cộng 2 và xn. Bây giờ chúng ta sẽ thế x1, x2, xm theo xm cộng 1, xm cộng 2 và xn. Khi đó hàm f của chúng ta sẽ thành một hàm có n trừ m biến. Và bài toán của chúng ta là quay về tìm cực trị của một hàm n trừ m biến. Và như vậy chúng ta quay về một bài toán mà chúng ta đã biết, tức là tìm cực trị không có điều kiện của hàm n trừ m biến. Chúng ta xét một ví dụ sau đây để biết cách làm thôi, chúng ta sẽ không giải quyết ví dụ này mà chỉ đưa ra cách làm thôi. Ví dụ tìm cực trị của hàm bốn biến f bằng 2 lần x1 cộng x2 mũ 3 cộng 5 lần x3 mũ 2 trừ 3 x4. Thỏa mãn điều kiện sau gồm hai điều kiện. Điều đó có nghĩa là ở đây chúng ta có m mà bằng 2, tức là hai điều kiện. Và chúng ta có bốn biến là n ở đây là bằng 4. Với điều kiện này, chúng ta có thể tìm x1, x2 theo x3, x4. Hoặc tìm x1, x3 theo x2, x4. Hoặc tìm x2, x3 theo x1, x4. Hoặc tìm x3, x4 theo x1, x2 cũng được. Thì ở đây chúng ta làm một cách thôi, đó là chúng ta tìm x1 và x2 theo x3 và x4. Thì đây là một hệ phương trình tuyến tính mà các em đã biết cách giải. Thì ở đây chúng ta có thể tìm x1 bằng cách gì? Các em lấy phương trình 1 cộng phương trình 2 chia cho 2 rồi chuyển vế qua, chúng ta được là x1 bằng 2 cộng với 2x3 trừ x4. Các em thấy phương trình 1 cộng phương trình 2 là mất x2, được là trừ 4x3 chia cho 2 là còn trừ 2x3, chuyển vế là cộng 2x3. Trừ x4 cộng 3x4 chúng ta được là 2x4 chia cho 2 là còn x4, chuyển vế qua chúng ta có là trừ x4. Tương tự như vậy, các em lấy phương trình 2 trừ cho phương trình 1
và chia cho 2, chúng ta được x2. Các em thấy hai cái này cộng lại chia 2 là được 4 chia 2. Cái này cái dưới trừ cái trên chứ, chia cho 2 chúng ta được là trừ 2 chia 2 là trừ 1. Cái dưới trừ cái trên chúng ta có mất x1 và trừ 6 lần x3, chia cho 2 là được trừ 3x3, chuyển vế ra là cộng 3x3. Phương trình 2 trừ phương trình 1 chúng ta có là 4 lần x4, chia cho 2 là được 2x4, chuyển qua bên phải chúng ta được là trừ 2x4. Và chúng ta thế x1, x2 vào đây, chúng ta sẽ có một hàm hai biến theo x3 và x4. Chúng ta thế x1, x2 vừa tìm được ở trên vào đây, tức là x1 được thay bằng 2 cộng cho 2x3 trừ x4. Và x2 được thay bằng trừ 1 cộng 3x3 trừ 2x4. Bây giờ hàm f nhỏ của chúng ta được ký hiệu lại là f lớn. Hàm f nhỏ có 4 biến. Hàm f lớn của chúng ta chỉ có 2 biến f3 và f4. Như vậy là bài toán chúng ta được quay về vấn đề là tìm cực trị không có điều kiện của hàm 2 biến x3 và x4. Và tìm cực trị không điều kiện của 2 biến là chúng ta đã học rồi, đã biết rồi. Ở đây chúng ta không làm lại nữa. Chúng ta chỉ trình bày cách làm thôi. Và bây giờ chúng ta bước vào cái cách mà các em chưa từng biết ở phổ thông, đó là phương pháp nhân tử Lagrange. Chúng ta đặt một cái hàm phụ gọi là hàm phi. Hàm phi này lúc này nó có n cộng m biến, tức là n biến là x1, x2 vân vân đến xn, và m biến đó là lambda 1, lambda 2 vân vân đến lambda m. Chúng ta có hàm phi là bằng f cộng với sigma j bằng 1 tới m lambda rj. Trong đó x ở đây là bằng x1, x2 đến xn. Và hàm phi chúng ta được gọi là hàm phụ Lagrange. Và các lambda j này được gọi là các nhân tử Lagrange. Các em nhìn rõ hàm phi là bằng f cộng với sigma j bằng 1 tới m lambda j rj. Nó phụ thuộc vào n cộng m biến. Bây giờ chúng ta bước qua một định lý nói lên cái điều kiện cần để mà một hàm f đạt cực trị thỏa m điều kiện là gì. Ở đây chúng ta trình bày tổng quát với m tổng quát, nhưng mà chúng ta chỉ xét những ví dụ với m bằng 1 và yêu cầu các em cũng chỉ cần biết với m bằng 1 là đủ rồi. Bây giờ chúng ta giả sử rằng f R1, R2, Rm có các đà hàm riêng cấp 1 tại x0. x0 chúng ta là bằng x1, 0, x2, 0, vân vân, xn, 0. Và giả sử thêm rằng f đạt cực trị thỏa m điều kiện Rj bằng 0 với mọi j bằng 1 tới m tại x0. Khi đó tồn tại m số lambda 1, 0, lambda 2, 0, lambda m, 0 sao cho chúng ta có tất cả các đà hàm riêng cấp 1 đối với các biến lambda j chính là bằng jj với j bằng 1 tới m. Đây chính là m điều kiện người ta cho ở trên. Và thảo thêm một điều nữa là gì? Tất cả các đà hàm riêng cấp 1 của hàm phi theo biến xk với mọi k bằng 1 tới n tại x1, 0, x2, 0, xn, 0, lambda 1, 0, vân vân,
lambda m 0. Cái điều vừa rồi nhắc chúng ta nhớ đến điều kiện cần của một cái hàm đạt cực trị không điều kiện, đó là gì? Đó là tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 đều bằng 0. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta lấy tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm phi theo biến x1, x2, xn và theo biến lambda 1, lambda 2, vân vân, lambda m. Thì cũng giống như cực trị không điều kiện vậy thôi. Điều kiện cần của nó là cho tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 bằng 0. Ở đây chúng ta có n cộng m biến, do đó chúng ta có n cộng m phương trình. Do đó để tìm cực trị có điều kiện, ta giải hệ phương trình sau. Hệ phương trình này là gì? Là gồm m cộng n phương trình. Trong đó là tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm phi theo biến lambda g bằng 0. Cái này chính là bằng gg, tức là m điều kiện đó. Và tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm phi theo biến xk bằng 0. Ở đây với mọi k chạy từ 1 đến n. Hệ phương trình này có n cộng m phương trình. Vậy thì tóm lại, để tìm cực trị có m điều kiện, chúng ta giải một hệ gồm m cộng n phương trình này. Trong đó hàm phi là bằng f cộng với sigma g chạy từ 1 đến m của lambda g rê ri. Và các em cũng chú ý rằng nếu như x1, x2, xn 0 và lambda 1 0, lambda 2 0, lambda m 0 là nghiệm của hệ phương trình trên, thì khi đó x0 được gọi là điểm dừng, cũng giống như cực trị không có điều kiện. Và các lambda 1 0, lambda 2 0, vân vân, lambda m 0 được gọi là các nhân tử Lagrange. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước qua điều kiện đủ để hàm F đạt cực trị thỏa M điều kiện. Chúng ta nhắc lại là chúng ta đặt hàm phi bằng F cộng với sigma g chạy từ 1 tới m lambda g rê g. Ở đây hàm f phụ thuộc vào n biến, hàm rê g phụ thuộc vào n biến, và hàm phi của chúng ta phụ thuộc vào n cộng m biến. Tức là ngoài các biến x1, x2, x3, xn, nó còn phụ thuộc vào lambda 1, lambda 2, vân vân, lambda m nữa. Bây giờ chúng ta giả sử hàm phi thỏa điều kiện cần ở trên, nghĩa là tồn tại x1, 0, x2, 0, xn, 0, lambda 1, 0, lambda 2, 0, lambda m, 0 là nghiệm của hệ phương trình đen phi trên đen lambda g bằng 0 với mọi g bằng 1 tới m, và đen phi trên đen lambda đen, và đen phi trên đen xk bằng 0 với mọi k bằng 1 tới n. Và các em nhớ cho rằng cái này cũng đơn giản thôi. Cái này nó chính là gì? Nó chính là điều kiện cần, nghĩa là gì? Tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm phi đều bằng 0. Mà hàm phi thì có n cộng m biến, do đó chúng ta có n cộng m phương trình. Và giả sử hệ này có nghiệm là x1, 0, vân vân cho đến lambda m0. Chúng ta giả sử thêm là các hàm F R1, R2, Rm có các đạo hàm riêng cấp 2 tồn tại và liên tục tại điểm dừng x1, 0, x2, 0, vân vân cho đến lambda m0.
Khi đó chúng ta đặt canh để ý là AIK là gì? Mỗi cái chỉ số này nó có liên quan với vế phải. AIK là bằng đạo hàm liên cấp 2 của hàm phi tại x10, x20, vân vân đến xn0, lambda10, lambda20, vân vân, lambda m0. Thì từ x1 cho đến xn chúng ta ký hiệu là x0. Từ lambda10 vân vân đến lambda m0 chúng ta ký hiệu là lambda0. Chúng ta có AIK là bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến nào? Theo biến xy một lần. Và theo biến nào nữa? Theo biến xk một lần. Chữ y này đi với chữ y bên này. Chữ k này đi với chữ k bên này. Và điều này chúng ta đặt cho tất cả các y và k chạy từ 1 đến n. Tương tự như vậy, chúng ta đặt BEZ là tất cả các đạo hàm liên cấp 2 của hàm phi theo biến nào? Theo biến xy và theo biến lambda z. Khi chúng ta lấy đạo hàm của hàm phi theo lambda z thì chúng ta có chính là hàm zz. Do đó, đạo hàm liên cấp 2 của hàm phi chính là đạo hàm liên cấp 1 của hàm zz. Bởi vì hàm phi là một hàm bậc nhất theo các lambda z. Do đó chúng ta chỉ cần lấy đạo hàm riêng cấp 1 theo lambda z thì hàm phi bằng các zz. Và điều này chúng ta đặt cho tất cả các y chạy từ 1 tới n và cho tất cả các z chạy từ 1 đến m. Các em nhìn và chú ý rằng AIK là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xy một lần, theo biến xk một lần. BZ là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xy một lần, theo biến lambda z một lần. Rồi, từ cái ký hiệu trên chúng ta có cái định thức HK. Cái ma trận này thường được gọi là ma trận Hess biên, tức là nó có gồm các cái biên các B1, B2 đến BM này nè. Và chúng ta nhớ lại, chúng ta nhìn vào đây, chúng ta hiểu A11 là gì? A11 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 2 lần. A12 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến x2 1 lần. A1k là gì? A1k là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 một lần, theo biến xk một lần. B11 là gì? B11 là đạo hàm riêng của hàm phi theo đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 một lần, theo biến lambda 1 một lần. B12 là gì? B12 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 một lần, theo biến lambda 2 một lần. B1m là gì? B1m là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 một lần, theo biến lambda m một lần. Tương tự như vậy, chúng ta có dòng thứ hai. A21 là gì? Ở đây chúng ta có A12 bằng A21. A21 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến x1 một lần. A22 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 2 lần. A2k là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến xk một lần. B21 là gì? B21 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến lambda 1 một lần. B22 là gì? B22 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến lambda 2 một lần.
B2M là gì? Là đàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến lambda m một lần. Tương tự như vậy, chúng ta có AK1 là gì? K này là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk một lần. 1 này là gì? Là lâm là x1. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk một lần, theo biến x1 một lần. Tương tự như vậy, AK2 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk một lần, theo biến x2 một lần. AKK là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk 2 lần. BK1 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk 1 lần, theo biến lambda 1 1 lần. BK2 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk 1 lần, theo biến lambda 2 1 lần. BKM là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến xk 1 lần, theo biến lambda m một lần. Và chúng ta có, đây là ma trận đối xứng, thì các em có dòng này đem thành xuống thành cột này, và dòng thứ hai thành cột thứ hai ở đây. Thì ở đây chính là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 một lần, theo biến x1 một lần, nó cũng bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 trước, theo biến lambda 1 sau. Ở đây cũng vậy, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 một lần, theo biến x2 một lần. Còn số 0 này là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 2 lần. Bởi vì lambda y là ở bậc nhất, nên chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 2 là nó bằng 0 hết. Thì ở đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 2 lần. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 một lần, lambda 2 một lần. Và đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 1 một lần, lambda m một lần. Vân vân. Ở đây là lấy theo các lambda y và lambda z 2 lần, nên chúng ta có toàn bộ cái này bằng 0. Đây là ma trận gồm có m và dòng m cột bằng 0. Và HK này chúng ta thấy rằng chúng ta đặt K là từ 1, 2 cho đến N. Do đó chúng ta thấy rằng HK là định thức cấp gì? Cấp K cộng M. Do đó chúng ta có HN là gì? Là định thức cấp N cộng M. Và ở đây chúng ta có K là bằng 1, 2 tới N. Cái HK này cũng rất là khó nhớ. Nhưng mà nếu các em phân tích ra rằng là dòng thứ nhất là gì? Chúng ta lấy đàm riêng cấp 2 theo biến x1 trước, rồi sau đó lần lượt theo biến x1, x2, xk, lambda 1, lambda 2, lambda m. Tương tự như vậy, dòng thứ hai là gì? Lấy đạo hàm riêng của hàm cấp 2 của hàm phi trước hết là theo biến nào? Biến x2 trước nè. X2 trước. Rồi sau đó theo cột 1 là theo biến x1, cột 2 là x2. Cột K là XK. Và ở đây là theo biến lambda 1, lambda 2, lambda M. Tương tự như vậy, dòng thứ K là các em lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến XK trước, rồi sau đó lần lượt theo X1, X2, XK, rồi lambda 1, lambda 2, lambda M. Thì nhớ theo cách đó thì các em sẽ thấy dễ nhớ hơn. Mà sau này thì yêu cầu các em chỉ cần nhớ với M bằng 1 thôi, cho nó đơn giản. Khi chúng ta đặt ma trận HK như vậy, định thức HK như vậy, thì chúng ta kết kết quả sau đây. Nếu như trừ 1 mũ M, HK dương với mọi K chạy từ M cộng 1 cho tới N, thì chúng ta có hàm F đạt cực tiểu thỏa điều kiện 1 tại X0. Các chú ý rằng ở đây là trừ 1 mũ M. Nếu như M bằng 1 chẳng hạn, thì trừ 1 mũ 1 sẽ là trừ 1. Và điều kiện này sẽ trở thành là tất cả các HK đều âm. Điều kiện 1 của chúng ta là chúng ta ghi phía trước rồi, ở đây chúng ta ghi lại thôi.
là gồm m điều kiện đó, điều kiện một la mã gồm m điều kiện. Chúng ta có một kết quả thứ hai là nếu như trừ 1 lũy thừa k hk dương với mọi k chạy từ m cộng 1 tới n. Các em nhớ ở điều kiện ở trên là trừ 1 mũ m, ở đây là trừ 1 mũ k. Điều này có nghĩa là các hk với k lẻ nó âm, với k chẵn nó sẽ dương. Cái điều kiện này nó cũng giống như điều kiện đặt cực đại không điều kiện vậy đó. Thì hàm S đặt cực đại thỏa điều kiện 1 tại x rho. Điều kiện 1 chúng ta ghi lại thôi. Cái này là ghi ở trên rồi. Đó là định lý nói về điều kiện đủ để một hàm S đạt cực trị thỏa M điều kiện tại điểm dừng x rho. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể xét trường hợp đơn giản, chẳng hạn như n bằng 4, tức là có 4 biến và một điều kiện thôi. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là tìm cực trị của hàm 4 biến thỏa một điều kiện là r bằng 0. Khi đó chúng ta có kết quả như sau. Căn có h2 của chúng ta là gì? Nhớ rằng h2 và một điều kiện chính là định thức cấp 3. A11 chính là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 2 lần. A12 là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến x2 1 lần. Và cái này chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến lambda 1 lần. Ở đây có một điều kiện, do đó chúng ta không có lambda gì cả mà chúng ta đặt là lambda luôn. A21 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến x1 một lần. Ở đây chúng ta có A12 bằng A21. A22 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 2 lần. Và cái này chính là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến lambda một lần. Nếu lấy đạo hàm riêng của hàm phi theo biến lambda thì chúng ta có bằng hàm d. Do đó đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 một lần, theo biến lambda một lần chính là bằng đạo hàm riêng của hàm d theo biến x2. Tương tự như vậy, cái này chính là bằng cái phần tử trên này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể coi đây như là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda một lần, theo biến x1 một lần. Và coi đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda một lần, theo biến x2 một lần. Và số 0 này chính là gì? Số 0 này chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 2 lần. Vì hàm phi là hàm bậc nhất theo biến lambda nên lấy đạo hàm bậc 2 nó ra số 0. Các em nhớ cho dòng thứ nhất là lấy đạo hàm theo biến x1 trước. Dòng thứ hai là lấy đạo hàm theo biến x2 trước. Dòng thứ ba là lấy đạo hàm theo biến lambda trước. Cứ như vậy thôi. Nó cũng dễ nhớ. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái H3. H3 là gồm cái bảng như thế này. Các em nhìn vô đây, các em hiểu mỗi con số nó có một ý nghĩa của nó. A11 là gì? A11 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 2 lần. A12 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến x2 1 lần. A13 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến x3 1 lần. Và đen r cho nên x1 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 1 lần, theo biến lambda 1 lần. Tương tự như vậy, dòng thứ hai,
Các em cũng hiểu rồi, giống như dòng thứ nhất thôi. Giờ tương tự như vậy, chúng ta xét đến dòng thứ ba. A31 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 một lần theo biến x1 một lần. A32 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 một lần theo biến x2 một lần. A33 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 hai lần. Và đen rê cho nên x3 là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 một lần theo biến lambda một lần. Tương tự như vậy, chúng ta xét dòng thứ tư. Ở đây là đen rê cho nên x1 nó bằng trên này. Nhưng mà chúng ta có thể xem đây như là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda một lần theo biến x1 một lần. Và đen rê cho nên x2, hai cái này bằng nhau nè. Ở đây là ma trận đối xứng. Nó bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda một lần theo biến x2 một lần. Và đen rê cho nên x3, hai này bằng nhau. Bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda một lần theo biến x3 một lần. Và số 0 này là gì? Số 0 này chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 2 lần. Theo biến lambda 2 lần. Thì các em quan sát lại, các em nhớ cho rằng dòng thứ nhất là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 trước rồi lần lượt theo x1, x2, x3 và lambda. Dòng thứ hai là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 trước rồi lần lượt theo biến x1, x2, x3 và lambda. Dòng thứ ba là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 trước rồi sau đó lần lượt theo x1, x2, x3 và lambda. Dòng thứ tư coi như đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda trước rồi sau đó lần lượt theo x1, x2, x3 và lambda. Tương tự như vậy, các em sẽ thấy H4. Thì các em cũng thấy rằng đây là gì? Dòng thứ nhất là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x1 trước rồi sau đó x1, x2, x3, x4 và lambda. Dòng thứ hai là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x2 trước rồi sau đó là theo x1, x2, x3, x4 và lambda. Dòng thứ ba là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x3 trước rồi sau đó lần lượt theo x1, x2, x3, x4 và theo lambda. Dòng thứ tư là gì? Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến x4 trước rồi sau đó lần lượt theo x1, x2, x3, x4 và lambda. Dòng thứ năm là gì? Là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda trước rồi sau đó lần lượt theo x1, x2, x3, x4 và lambda. Ở đây chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm phi theo biến lambda 2 lần nên nó bằng 0. Thì các em thấy cái này cũng giống như là tìm cực trị không điều kiện của hàm 5 biến x1, x2, x3, x4 và lambda. Thì dòng thứ nhất là đạo hàm riêng theo biến x1 trước. Dòng thứ hai là đạo hàm riêng theo biến x2 trước. Dòng thứ ba là đạo hàm riêng theo biến x3 trước. Dòng thứ 4 là đạo hàm riêng theo biến x4 trước. Và dòng thứ 5 là đạo hàm riêng theo biến lambda trước. Các em thấy nó cũng dễ nhớ giống như là cực trị không có điều kiện thôi. Thì bây giờ chúng ta xét là gì? 4 biến x1, x2, x3, x4 và thêm một biến nữa. Một điều kiện là thêm một biến nữa, đó là theo lambda. Thì cứ từng dòng các em xét theo từng biến như là cực trị không có điều kiện vậy đó. Thay vì 4 biến, bây giờ thêm biến nữa là 5 biến vậy thôi. Và với n bằng 4, m bằng 1, chúng ta có kết quả sau đây.
Nếu như tất cả các HK đều âm, ở đây là em bằng 1 nên trừ 1 mũ em là bằng trừ 1. Trừ 1 mũ em HK dương thì nghĩa là tất cả các HK đều âm. Thì khi đó hàm F chúng ta sẽ đạt cực tiểu thỏa điều kiện R bằng 0 tại X0. Các em nhớ là cực trị thỏa một điều kiện thì M là bằng 1. Và cái này cũng dễ nhớ thôi. Các em nhớ là với một điều kiện, tức là với M bằng 1, thì khi tất cả các HK đều âm là đạt cực tiểu. Nó trái với cực trị không điều kiện, tất cả các HK đều dương thì nó sẽ đạt cực tiểu. Và ở đây là cực trị một điều kiện thì tất cả HK âm hết thì đạt cực tiểu. Và các em nhớ cho HK ở đây là định thức cấp K cộng 1. Giống như ở đây H2 là định thức cấp 3, H3 là định thức cấp 4, H4 lại là định thức cấp 5. Tương tự như vậy, nếu các H chẵn dương, H2 dương, H4 dương và H lẻ âm, tức là H3 âm, thì hàm F chúng ta sẽ đạt cực đại thỏa điều kiện R bằng 0 tại X0. Cái điều kiện để F đạt cực đại nó cũng giống như điều kiện đạt cực đại không điều kiện, tức là các H chẵn thì dương và các H lẻ thì âm. Nhưng các em nhớ cho rằng ở đây H3 lại là định thức, H2 lại là định thức cấp 3, H3 là định thức cấp 4 và H4 lại là định thức cấp 5. Các em thấy rằng cực trị có một điều kiện nó cũng na ná như cực trị không điều kiện. Nhưng các em nhớ cho là bên kia cực trị không điều kiện là H1, H2, H3, H4 dương hết thì đạt cực tiểu. Ở đây chúng ta có H2 âm, H3 âm, H4 âm thì đạt cực tiểu thỏa điều kiện R bằng 0. Ở đây chúng ta không cần tính H1 bởi vì giả sử đen R trên đen X1 khác 0 thì chúng ta có H1 chính là bằng trừ đen R trên đen X1 tất cả bình phương. Do đó nó luôn luôn âm rồi, chúng ta không cần xét H1. Và với một điều kiện R bằng 0 thì chúng ta có H2 dương, H3 âm, H4 dương. Cái điều kiện này cũng giống như điều kiện cực đại không điều kiện vậy đó. Nhưng nhớ cho là H2 là định thức cấp 3, H3 là định thức cấp 4 và H4 là định thức cấp 5. Qua ví dụ này chúng ta tạm ngưng phần cực trị có điều kiện ở đây. Thân mến chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình.